Xin chào các bạn đã đến với chuyên mục Cộng Camera của kênh Cộng Review. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái thiết bị nhỏ nhỏ ở đây. Mình sẽ không mở hộp máy ảnh, cũng không mở hộp điện thoại, mà sẽ là mở hộp một cái phụ kiện máy ảnh. Đây là một cái tripod. Tri là 3, có nghĩa đây là một cái chân máy, nó sẽ có 3 chân nhỏ. Và mình sẽ không mở hộp những cái chân máy nó 2-3 triệu đến từ Mephoto, hay là những chân máy cả chục triệu đến từ Libex. Mà đây là một cái chân máy giá rẻ thôi, nó có giá dưới 1 triệu và cụ thể là mình mua nó với giá 600.000, dành cho những người mà có nhu cầu không cao lắm về một chân máy. Chân máy này đến từ Benro và nó có tên, như bạn đã thấy ở đây thì nó là T880S. Thì tất cả những thông số của nó thì mình sẽ nói sau, nhưng đây là cách đóng hộp của chiếc Benro này. Bây giờ mình sẽ mở hộp luôn và cho các bạn biết là thông số của chiếc Benro T880S này có những gì và nó sẽ giúp cho chúng ta được những gì. Với một cái mức giá là chỉ vào khoảng 600.000 thì rõ ràng là chúng ta sẽ không thể đòi hỏi nhiều được ở một cái tripod như thế này. Nhưng mà ít nhất là nó cũng sẽ đáp ứng đủ cho những nhu cầu cơ bản của chúng ta. Ví dụ như là những người cần tripod thì họ sẽ thường xuyên phơi sáng, họ sẽ thường xuyên chụp phơi thác, họ chụp panning hay là họ quay video vân vân. Thì mình đã mua về một cái tripod như thế này. Đơn giản thôi. Tất cả trong hộp của nó, ở đây có một túi chống ẩm nữa. Nhưng mình không nghĩ là tại sao tripod lại cần chống ẩm để làm gì. Và một cái túi bé như này thì để làm được cái gì. Tôi cứ bỏ tạm sang một bên. Ở đây thì mình sẽ có một cái túi. Đây là cái túi ni lông bọc, có đầy đủ thông tin in logo của Benro, như là giấy gói dày vậy. Và theo như mình biết thì những cái chiếc tripod Benro mà mình đã mua thì tất cả đều được trang bị trong một cái túi đựng như này, rất là tiện. Và túi nó đều có một cái màu xanh blue, kiểu ở viền như này. Đây là cái dòng chiếc Benro ở phía mặt trước, như bạn thấy nó như này đây. Và chúng ta có thể dùng này để đeo, để xách, thế nào cũng được, rất là tiện. Và mình sẽ mở luôn cái tripod này ra xem bên trong nó có gì. Khá là nặng. Theo như thông số của nhà sản xuất công bố thì nó nặng lên đến 1,4 kg. Rồi, chuyển sang một bên này. Bên trong túi thì chỉ có duy nhất một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng nữa mà thôi. Nó sẽ có hai mặt in bằng chữ Trung Quốc và một mặt in bằng tiếng Anh. Cái này chúng ta chẳng cần phải nhìn rồi, tại vì sử dụng nó đơn giản lắm. Bỏ sang một bên thì như các bạn thấy mình đã có cái tripod đặt ở đây. Để như này cho các bạn dễ nhìn. Và cái tripod này thì nhìn chung là nó tương đối chắc chắn, tương đối thôi nhá. Về cái phần cấu tạo của nó ấy, thì những cái thanh khung này nó được làm bằng nhôm và một số bộ phận còn lại thì nó làm bằng nhựa. Ví dụ như là những cái chốt chặn này, những cái tay nắm này, hay là cả những cái đế này thì nó được làm bằng nhựa hết. Những cái núm xoay này cũng như vậy, chỉ có cái phần khung này là được làm bằng nhôm. Nhưng mà theo mình thì như thế là cũng khá ok rồi. Một số thông tin khác thì mình đọc được thì dường như cái tripod này nó còn được pha thêm cái hợp kim magie nữa, không biết có phải vậy không. Nhưng mà nó nặng lên 1,4 cân thì cũng không hy vọng nhiều. Và ở mức giá này thì chúng ta buộc phải chấp nhận. Phía này chúng ta sẽ có một cái tem nhỏ và tem này là của Hoàng Quân, đơn vị phân phối cái sản phẩm tripod này. Bây giờ thì mình sẽ đọc những thông số phần cứng của tripod này được in trên một cái tag ở đây. Chúng ta sẽ có section 4, có nghĩa chúng ta có tất cả 4 đoạn nối ở chân này, có 4 khúc. Max sẽ là 1450mm, có nghĩa là cái tripod này sẽ đặt chiều cao nhất là khoảng gần 1,5m. Chiều cao bình thường của nó sẽ là 1210mm, khoảng 1,2m. Và khi gấp vào hết cỡ thì nó sẽ vào khoảng là 485mm, có nghĩa là vào khoảng gần 50cm. Như bạn thấy thì nói chung là một cái đoạn ngắn như này thì cũng được. Nhưng mà có những chiếc tripod nó rất đắt trên thị trường ấy, nó gấp ngắn vào có mỗi một khúc thôi này. Nó còn bẻ đôi như này xuống khi mà chúng ta cần định ngửa nó lên, rất bé và rất nhẹ. Và thông số cuối cùng mình đọc được ở đây đó là 3 way, có nghĩa là tripod này có thể điều hướng về 3 phía, kiểu vậy. Và bây giờ mình sẽ mô tả qua một chút về cách sử dụng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái, đây có tất cả là như này. Đây là một cái thanh xoay cầm tay, khi mà chúng ta xoay lên xoay xuống này để điều hướng máy ảnh cúi và ngẩng lên. Mình sẽ lắp luôn một cái máy ảnh vào đây để cho bạn dễ hình dung. Cái đế này thì nó làm bằng nhựa và cũng không chắc chắn cho lắm. Và mình nghĩ là các bạn nên hạn chế để những bộ phận nhựa như này tiếp xúc ở cái phần thời tiết nó không được tốt lắm. Ví dụ như quá nắng hay quá mưa thì cái phần nhựa này nó rất dễ bị kiểu như là vỡ vụn hoặc là thế nào đó. Mình sẽ lắp tạm vào đây. Cách lắp nó vào thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta có một cái lẫy đưa nó vào. Đó, thế thôi là xong. Rồi, và cái phần tay nắm này này, khi mà chúng ta nới nó ra thì sẽ dùng để ngẩng lên ngẩng xuống cái phương của máy ảnh. Rồi, khi nào mà cần cố định thì chốt nó vào bằng cách là vặn theo chiều kim đồng hồ. Chốt hết cỡ là nó sẽ rất chắc. Đó,
Thứ hai là chúng ta sẽ có thể chụp dọc khung máy bằng cách là xoay. Đây, mình sẽ quay ra cho bạn xem, xoay cái này. Đó, khi mà chúng ta xoay cái này thì chúng ta xoay lưới ra sẽ có thể chụp dọc khung máy được. Đó, thấy không? Với những người mà hay chụp panorama thì họ rất cần khung máy dọc. Và đây là một cái cách hữu hiệu để chúng ta có thể sử dụng cái chân máy bằng cái phương dọc như này. Mình cũng hay chụp khung dọc như này mà. Đó, khi cần thì chúng ta đẩy ra như cũ. Đấy. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái núm nữa khá to ở đây. Khi mà chúng ta mở nó ra như này thì chúng ta có thể hoàn toàn xoay 360 độ. Đó. Cái này thì đặc biệt quan trọng cho những bạn cần quay phim. Tại vì quay phim chúng ta cần quay lia rất là nhiều. Và khi mà chúng ta mở chỗ này ra, chúng ta phải xoay 360 độ cái máy như này đây. Đó. Rất dễ dàng. Khi nào cần cố định thì chốt nó vào, chỉ thế thôi là xong. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái xoay nữa ở đây như bạn thấy này. Đó. Cái việc mà xoay cái núm này thì nó sẽ giúp là đẩy cao cái chân máy ở phía giữa này của tripod lên. Để mà xoay được thì chúng ta phải nới cái núm bạn này ra đã. Để mà nới thì chúng ta vặn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, còn không thì vặn ngược lại. Đấy, cái việc mà quay cái này thì đấy, các bạn thấy khi mà quay cái này mình liên tưởng đến cái hồi mà chúng ta sử dụng cái đầu video ngày xưa, đầu cassette, mỗi khi cần tời cái gì lại phải lôi ra và cuộn cuộn như này. Đấy. Mình rất là thích, nhưng mà mình có một lời khuyên cho các bạn, đó là đừng nên để khung giữa này cao quá. Tại vì cái khung giữa này cao quá thì nó không được chắc chắn giống như là ba chân kiềng bên dưới. Như bạn thấy này, khi mà mình chưa cố định vào thì nó đã lung lay như này. Đó, khi mà đạt đến cái độ cao nhất định các bạn muốn thì các bạn sẽ vặn lại cái chốt khi nãy để cho nó chặt vào, thì nó sẽ đỡ đi phần nào. Tuy nhiên là mình vẫn khuyên là các bạn đừng nên vặn nó cao quá. Đấy, nó cũng tương đối chắc rồi, nhưng mà đừng cao quá. Chúng ta nên tận dụng chiều cao của ba cái chân bên dưới này. Mình sẽ trả nó về trạng thái cũ nhé. Cái cần quay tay rất là thích. Quay xong thì các bạn đẩy nó vào như này cho gọn. Và như thế là chúng ta đã có đến 1, 2, 3, 4, 5 5 cái xoay vặn, khá là nhiều. Và chúng ta chỉ cần sử dụng một thời gian ngắn thôi là quen. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có tất cả là 4 khúc của mỗi chân. Bây giờ thì mình sẽ mô tả tiếp, nhưng mà muốn mô tả thì mình phải tháo cái máy ảnh ra đã. Đây. Cái việc mà tháo mỗi chân này thì cũng dễ thôi. Chúng ta mở nó ra. Đó. Sau khi mở ra thì lại đóng vào. Rồi. Như bạn thấy thì nó đã dài quá cả cái bàn này của mình. 1, 2, 3, 4 khúc. Đó. Và tất cả bên này cũng thế thôi. Khi mà mở ra thì chúng ta muốn mở hết cỡ cũng được, mà muốn mở nửa chừng như này cũng được. Xong khóa vào. Tùy các bạn, tùy chiều cao mà chúng ta muốn. Rất đơn giản. Đó. Mình sẽ đóng lại luôn. Ở phía dưới cùng là cái phía tiếp xúc với đất này, thì chúng ta sẽ có một cái đệm bằng nhựa khá là mềm, và nó có những cái đường rãnh để tăng cái ma sát, giúp cho chúng ta không bị trơn trượt khi mà đặt trên một cái nền nào đó nó tương đối phẳng. Rồi, và gần như là mình đã mô tả gần hết những cái điều cần phải nói ở trên chiếc tripod Benro T880X này. Và bây giờ thì mình sẽ lắp lại cái máy ảnh và thử lia qua một vài đường cho các bạn xem. Thử nhá. Bây giờ là chúng ta lia xuống này. Thì bạn này ra. Xuống này. Lên này. Tương đối ổn. Để xem lên cao nhất được đến cái mức nào nhá. Nó bị vướng ở đây, chờ mình một tí. Đó, cao nhất nó chỉ được tầm như này thôi, gần như ngửa mặt lên rồi, gần như thôi. Và thấp nhất thì sẽ là cái này là úp thẳng mặt xuống đất luôn được rồi. Úp được rồi. Và đấy là cái phương dọc. Còn bây giờ phương ngang thì như mình nói ban đầu, đó là chúng ta đã có thể xoay 360 độ. Thích xoay tay như nào thì xoay. Đấy, 360 độ, rất là êm và mượt. Và cuối cùng là cái phần chụp dọc. Thì chúng ta đưa máy nó sang cái phương dọc như này. Như này là hết. Không thể xuống hơn được nữa. Cái này là vào khoảng 90 độ. Rồi, như vậy là đã rất ok. Còn một điểm nữa đó là khi mà chúng ta cảm thấy thằng tripod nó không được vững lắm. Bình thường chúng ta để ở khúc nhỏ như này thì sẽ thấy nó rất là chắc chắn. Nhưng mà khi mà chúng ta đẩy ra 3-4 khúc thì khi mà nó đã dạng cả ra rồi thì nó sẽ rất là dễ bị lung lay. Mỗi khi đó thì chúng ta vặn cái trục ở giữa này theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ chắc hơn một chút.
Đó, có thể là nhiều bạn không biết cái điều này. Cứ vặn, vặn, đấy, mình đã vặn rất là chặt rồi. Rồi, và như thế thì mình thấy là đây là cái chatbot khá là đáng giá trong tầm giá 600.000 của nó. Đây là một cái chatbot mới. Nếu các bạn bỏ 600.000 ra mua một cái chatbot cũ thì rất có thể là nó sẽ tốt hơn cái chatbot Benro T880AX này. Nhưng mà mới thì gần như là cái chatbot này là sự lựa chọn hợp lý nhất cho các bạn nếu như chúng ta muốn mua một cái thiết bị mới và phục vụ tốt cho những nhu cầu cơ bản về chatbot. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau, kênh Cộng Review.